Hoa hậu Hoàn Vũ Philippines công khai là người song tính. Michelle đi giữ kín chuyện này suốt quá trình thi hoa hậu vì đó không phải điều mà cô muốn khán giả chú ý đến. Chia sẻ với tạp chí Mega, Michelle đi tiết lộ bản thân là người song tính, bisexual. Cô quyết định công khai sau khi những bức ảnh chụp hồi nhỏ với phong cách có phần nam tính của mình khiến người hâm mộ bàn tán. Tôi xác định chắc chắn rằng mình là người song tính. Tôi bị thu hút bởi mọi vẻ đẹp, hình dáng và kích cỡ cơ thể, Michelle đi nói. Giải thích về việc không công khai trong suốt cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Philippines 2023, cô trả lời, điều mà tôi đang đấu tranh và ủng hộ là nhận thức về bệnh tự kỷ, đó mới là mục tiêu chính của tôi trong cuộc thi, còn xu hướng tính dục không phải là thứ tôi muốn được nhắc đến. Người đẹp quyết định giữ kín vì cảm thấy điều này sẽ gây sốc và ảnh hưởng tới kết quả đánh giá của khán giả. Theo cô, cuộc thi không phải là thời điểm công khai thích hợp. Mới đây, tài khoản mạng xã hội của Miss Universe Philippines cũng chia sẻ câu chuyện của Michelle kèm theo hashtag #MemLudenPrin và biểu tượng lá cờ cầu vồng lục sắc. Michelle đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Philippines vào ngày 13 tháng 5 và sẽ tranh tài tại cuộc thi quốc tế Miss Universe ở El Salvador cuối năm nay. Trước đó, cô từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Philippines 2019 và lọt top 12 cuộc thi Miss World 2019. Bên cạnh sắc đẹp, Michelle cũng được đánh giá cao về học vấn. Cô là cử nhân ngành tâm lý tại Đại học De La Salle, đồng thời là đại sứ thiện chí của Hiệp hội Tự kỷ Philippines.